Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện Đà Nẵng có hơn 95% thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến mức 3, 4, tương ứng với 1.334 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố. https://dichvucong.danang.gov.vn trừ một số dịch vụ về giải phóng mặt bằng, đền bù, phải xử lý nhiều hồ sơ pháp lý và triển khai trên ứng dụng chuyên ngành, chưa triển khai trực tuyến. Sở Thông tin Truyền thông cho biết, với mức độ sẵn sàng của hệ thống chính quyền điện tử thành phố, nếu người dân nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn thì các cơ quan chính quyền thành phố đủ năng lực đáp ứng.